Xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang có mặt tại khu du lịch sinh thái vườn chim Bạc Liêu nè các bạn. Đây là cổng vào. Thì mua vé là một người 20 ngàn, người lớn 20 ngàn. Em bé thì nãy miễn phí. Đây, vô đầu tiên là có hai con đà điểu. To quá, nó đang ăn. Lọc vô đây nè. Lọc đứng gần đây. Lộc thấy nó ăn không? Hôm nay có gì Lộc đi nữa đâu các bạn. To thiệt luôn, hồi đó giờ mình cũng mới thấy luôn các bạn. Đây nè. Cái này là cái đồ người ta, cái đồ người ta để lên cái lưng nó nè Lộc. Lộc ơi, cái này là cái đồ để lên lưng để người ta cởi nó. Cởi nè. Chưa chưa. Chưa thấy cái gì kia mẹ ơi. Thấy con đại nữ này giống khủng long gì. Con này nó mổ một phát. Con này giống con vịt quá. Giống con vịt à. Cái quay cái chân. Chân nó bự các bạn. Ở ngoài nó bự lắm. Tại đây nhìn thấy nhỏ vậy thôi. Wow. Nhìn nó mắc cười quá Lộc. Táp lên táp xuống vậy á. Kìa đi theo mẹ đi, mẹ đi vô trong đó rồi. Mẹ đi đâu vậy? Giờ mình sẽ đi dài vô phía bên trong các bạn. Con mới này mới đầu có con đà điểu các bạn ơi. Đây là clip của ai vậy cha? Clip của Lão. Để gì vậy cho cắt ra. Để gì vậy cho cắt ra cho Lộc. Cái chi ra hai cờ luôn ha, clip luôn hả? Ừ. Ủa, dạo này của ai vậy? Mình sẽ đi vào phía bên trong. Nắng quá, đi không? Giờ mấy bạn biết mình đi giờ này là mấy giờ các bạn? 12 giờ trưa. Con đường nè. Mấy bạn cũng có thể mướn xe điện tự lái các bạn. Hình như là nãy cái chú kia nói là 200 ngàn là mình tự lái đi luôn. Còn có theo đoàn thì có khoảng 10 người, mấy 10 người người ta mới chạy các bạn. Chạy theo đoàn. Mà mình đi giờ này không có khách. Sẽ đi dài bên trong. Đi khoảng cách từ ngoài đó vô đây cũng xa lắm các bạn. Chúng ta có người. Có xe điện, muốn xe điện đi được. Đang biết khu con gì đi vô mới biết. Đi đi chăn mẹ ơi, chăn này mấy chục ký hai con luôn, bạn nhìn thấy không? Cái này nắng quá đi. Này con gì đó? Chim chỉ. Chim chỉ. Chim chỉ đẹp cái gì? Nằm trong động vật quý hiếm mà sắp đỏ. Lọc nó phái. Đi. Con công nè. Xe đuôi con công ơi. Công này còi cọc quá. Con một. Ủa, nắng quá mấy bạn ơi. Đây có con chăn con. Chăn con. Này con gì ta? Con gà sao quá vậy mà. Con gà sao đúng rồi. Cái trên này có chữ nè bạn nãy giờ. Đây là gà sao. Vịt trời đúng không? Vịt trời. Bộ câu hả? Bộ câu gì đó vậy? Vịt trời. Ồ bồ câu, bồ câu trắng. Bồ câu. Em thấy con gì đó rồi. Chuồng này diệt xám nè nhưng mà bỏ trống rồi. Anh thấy con này nó mặc lù luôn. Khỉ. Con này mặc lù quá. Không có đem thức ăn cho mày rồi khỉ ơi. Hả? Ý, cái người quay nó đẻ kìa. Ê đừng giật máy tao nha. Giật máy trời đúng cái là. Qua đây chứ. Trời ghê. Anh gây con gì đâu. Cháu tôm ngộ không. Cháu của tôm ngộ không. Kỳ đà, kỳ đà thì bụng bự dữ vậy. Sắp đẻ hay gì vậy? Sắp đẻ hay gì mấy bạn? Đẻ gì? Là thấy nó nhiều khoang quá nó địch á. Kỳ đà nè. Bụng bự. Còn nữa đúng không?
Ôi trong đây còn nhiều lắm, mấy bạn đi nên đi ngay buổi sáng hoặc buổi chiều mới mát. Đây giờ này nắng quá vậy. Gia đình mình đi tới giờ này. Ủa cái gì kìa? Lại cho em nè. Cái đó là nuôi con gì dưới đó đó. Cái hồ này nuôi con gì nữa mà. Gặp con cá sấu một cái là kiếm é luôn á. Cá gì á? Á, à, cá sấu. Ủa, sao người ta có mấy cái cây chỗ này á? Cá gì không thấy được. Này để người ta làm hệ thống phun tưới luôn. Có cá mà không biết cá gì. Đi tiếp là bạn. Cá sấu. Kìa, khỉ dặn nó đập cái ấy kìa, nãy mình không cho nó ăn, nó dặn nó đập cái bảng. Ồ, bồ câu kìa, thấy không? Ý, ông. Ông kìa các bạn ơi. Trên đó còn ông sắt. Ông gì cho? Bạn theo ông sắt không? Ông gì vậy? Wow. Ông gì vậy? Ông sát. Bên đây kìa. Bên đây còn khoan sơ. Ủa cái chỗ mà cái gì cái nhà để mình leo lên chẳng cao quá chục mét ở chỗ nào ta, bên kia quá. Này là mấy khu nuôi. Ủa? Nuôi động vật. Câu vậy. Nè cá sấu nè. Cá sấu hả? Ủa mình ở đây mình không thấy cái chủ đó ta. Cá sấu xin. Ấy. Ủa lú đầu lên kìa. À, một con, hai con, ba con, bốn con. Xanh lè nước xanh á. Dắt dưa này nhìn nó không thấy. Đúng rồi. Đó, lú đầu lên đó. Đó, kìa ở ngoài kìa, giữa đầm kìa, thấy không? Ôi trời, nước xanh lè khác gì đó nha. Kìa bên kia sát bên dưới mà con kìa, nó giữa đầm nhiều lắm. Ghê mà. Giấc trưa này nóng quá, nó chầm mình xuống dưới hết. Ghê mà. Bự không? Đi là một đoạn vòng, cái đó là vòng ra ngoài kia được luôn. Anh em dạy cho mấy em sao nó cục quay trời. Đi tiếp tục các bạn. Nè, mấy bạn thấy mấy cái bụi cây đó không? Là cây trà là. Chưa. Cây trà là. Rồi hai và một quả cho mẹ, một quả cho anh Lộc ấy. Rồi hai quả còn lại cho mẹ. Nãy em mình vừa đi khỉ vòng quá đập cái bạn. Sao được ăn cái gì vậy? Không ai cho ăn chứ đập cái bạn. À đi vòng đây vòng ở đó được kìa. Ô đường còn dài quá. Đây là để chỉ cho bạn cây này cây trà là. Gai không à? Gai gốc không? Gai không nữa. Mẹ ơi, chị đọc hát chỗ nào? Chỗ dịch vụ câu cá. Ủa, câu cá được hả? Anh nói luôn đi, mình đang chuẩn bị liên hệ xe này nọ đó. Mình đang chuẩn bị liên hệ xe để chở vào trong khu tự nhiên là 5 km ở phía trong các bạn. Là giá 250.000 một chuyến. Còn mình tự lái thì 200.000 các bạn. Đi sâu vô phía trong nữa. Để mình quay cho các bạn xem. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đi ngay 12 giờ mấy. Giờ này đừng có đi ai, đi đâu thế không? Không ai đi. Mình tới đây là mình làm cái khu rừng. Dạ. Anh ơi cho Lộc trước hộ cho anh được không? Không, Lộc ngồi đó đi. Như nguyên sinh còn nguyên sinh ha. Mình là ba quý rừng. À, vậy hả? Này, nhà nước. Đối đây cũng là nhà nước. Ý cũng như anh chị hát hay gì hay đó. Còn này là sao không? Không đang hát hay dưới đó. Mình đừng nghe sao? Anh thép hả? Ủa hát giọng sao? Nghe lão vậy? Giọng ơi. Em cháu của bác Nam Cải, anh Nam Cải không? Nam Cải ở đó, anh dưới đó. Nam Cải? Dạ. Cháu ruột không? Cháu ruột hả? Dạ. Bởi vì nghe thấy hát mấy lần rồi mẹ
Ở cái thi bài đó mà. Dạ. Nên đó em nhớ. Lúc trước ông xuống dưới ông nhậu ông hát bài đó. Trước khi ông đi thi á. Rồi đó ông hát hay bài đó rồi. Xong. Anh lái đường này rất chuyên nghiệp. Đi. Ông bây giờ thấy mấy cái cây ông nó đưa ra không? Ngày đi biết gì. Đi một vòng mới biết được đó. Mùa khô đỡ mùa mưa nó bánh nó còn trơn á. Dạ. Đó ông đóng á. Đúng rồi, đường này mưa. Thì ông đóng một lớp nè, không phải ai chạy xe cũng được đâu. Đúng rồi. Chưa là lúc mà trời mưa dầm đó là chạy xe Honda là té là té xuống xin xuống té ghế rồi rồi sau này không té nữa. Trời ơi, đi vô đây không đi ngày trước thì mình đi để tốn tiền các bạn. Dạ đó, nhà ta phải đi ngày trước thì chơi chút lãi điện được có đâu mất công, tại em thấy mất công mất năm đi sẵn đây đi luôn chứ đâu đi thu tiền rồi đâu có được gì nữa. Dạ đâu có sao đâu. Đi chơi. Đi mà lại đi bút mà buổi trưa nữa. Dạ. Chơi nhà em phải không? Đi chơi nhưng mà ưu tiên ăn ngủ trước. Đi đâu vậy chứ á? Đi ăn ngủ là sao đâu? Ngủ tới trưa rồi mới đi đó. Trưa mới đi. Lên rồi mới đi ăn. Phụ khỏe khoắn tinh thần thoải mái mới đi chơi. À, đâu cũng vậy chứ. Người ta đi á là anh em trượt. Trượt dẻo. Giống như Đông Hải lúc thời điểm chú Khải trượt vậy đó. Thác hả? Ở trên này á hả? Tên thác. Không leo quá 4 người. Thác cũng tùy chỗ mà cao chỗ thấp không? Lọc lên tháp Lộc. Ừ. Rồi hai cho con mày lên đi, mẹ là bó tay rồi. Lên nhiêu đây mà cao vậy? Lộc Linh đi trước đây, ra đi sau. Thôi, mẹ có 2 mét rồi. Rồi, không lên thì ngồi đó đây. Mẹ không lên, mẹ ngồi đó. Lộc đi cẩn thận nha. Cẩn thận đây. Chú đang làm gì vậy chú? Chú hả? Chú đi vô chạm. Đi đi, đi lên. Để làm gì? Chú nước, chú làm gì hả? Ừ. Ủa? Thế là bào lè, chim. Wow, con chim to quá à. Nghe không Lộc? To quá à. Biết rộng. Chim gì vậy? Cỏ, cỏ giác. Ô, mát quá. Trên đây mát mà mẹ không chịu lên. Quá mát luôn. Mát quá. Ông kè bắt cóc mẹ. Ủa, bên kia có chạm nó hay sao vậy cha? Ừ. Cái mát quá trời luôn. Cái me hả cha? Ủa sao chỗ này có cầu thang nữa? Ừ. Chỗ này có cầu thang mẹ. Ừ. Nhưng chỗ này không có lối lên. Tìm đâu mà lên? Me này có đường lên các bạn. Cha, mà chỗ này có cầu thang mà không lên được. Cái đó để bắt cho cứng thôi. Xa quá nhìn không thấy mấy con cò mấy vạc ngoài kia quá trời. Dạ. Mất luôn mày. Yeah. Nó mát ghê hồn. Đá đó. Đá. Mẹ chỉ đây là báo còn sướng hơn chứ vậy. Dạ. Ủa mình giờ còn nhiêu loại chim anh? Nhiều loại trăm mấy. Trăm mấy. Ôm cái nón cho mẹ Lộc. 100 mấy ăn hết. Trời. 100 mấy loại lận. Mày có 2 à? Mát đi, mở mát cho hơi chịu bịch kính mít. Anh biết trời nắng không? Vô đây đâu nắng luôn đâu. Ở trên nước rồi đi. Trên nước nào? Đỉnh đây. Trời xanh hả? Đây nè. Dạ. Đây là nó đi xuống dưới nè. Lặn á nha. Ừ, nó đi xuống ăn. Buổi chiều chiếm nó vậy, còn giờ này nó đi xuống dưới đó. Dạ. Chiều về chắc dữ lắm. Ừ, chiều thì khỏi nắng. Cái gì bọc vậy?
Ủa chiều thường mình chạy tới mấy giờ mới nghỉ anh? 5:30 cuối. Cuối là 5:30. Tối quá đâu coi được nữa đâu. Dạ. Ở đây không có trang bị đèn hả anh? Không không. Đèn cũng đâu. Mình trong lưng mà đèn. Thôi là biết cả trâu rồi đó. Cháu này bị kẹt gì rồi nè? Trách nhiệm của mình là bảo vệ rừng. Đúng rồi, dạ. Đi xuồng thì được, còn đi xe là nó chẹo đường, hơi chẹo đường đến đây. Mà đi vườn chim lập điền. Cánh điền á anh. Cánh điền á anh. Cánh điền là từ chỗ mẹ lên á. Nãy giờ cũng thêm cũng có mấy vườn nữa. Xa khác. Hả? Cánh điền là chỗ nhà mình đi lên phải không? Nó ngược hướng ngoài trên sáng rồi. Ờ, không phải nhà em ở ngoài này hả? Tại vì